tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn là người hùng của vũ trụ, tâm từ bi của bạn rất lớn. Trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, bạn là biểu hiện cao nhất của tình yêu thuần túy. Bạn sẵn sàng cung cấp nguồn năng lượng tình yêu dồi dào vô tận, luôn sẵn có bên trong bạn, cho tất cả chúng sinh. Khi đối diện với những thế lực tiêu cực hùng mạnh, bạn rất khôn ngoan và trí tuệ, đưa ra những lời nói tràn đầy năng lượng tích cực, tràn đầy rung động cao, khiến cho những thế lực tiêu cực đó thức tỉnh khỏi vô minh, quay đầu và có những lựa chọn đúng đắn, mang lại lợi lạc cho chính họ và cho tất cả những người xung quanh. Bạn chính là người hùng của vũ trụ, tinh hoa của vũ trụ. Bạn đã tinh tấn tu dưỡng tâm linh trong một thời gian rất dài, luôn kiên định cam kết lựa chọn tình yêu. Và bây giờ, tình yêu của bạn đã hiệp nhất với tình yêu vĩ đại của vũ trụ. Ánh sáng của bạn đã hiệp nhất với ánh sáng thiêng liêng của vũ trụ. Trí tuệ bên trong bạn đã hiệp nhất với trí tuệ phổ quát của vũ trụ. Bạn đang giúp tất cả những người xung quanh bạn ngày càng phát triển khả năng tự nhận thức, nhận ra rõ ràng bên trong mình luôn tràn đầy tình yêu, ánh sáng và trí tuệ. Để mọi người ý thức rằng, mỗi cá nhân đều là những ngọn hải đăng của ánh sáng tình yêu và trí tuệ, cùng nhau hiệp nhất năng lượng, tạo ra những hiệu ứng gần sóng năng lượng tích cực, làm tăng trưởng rung động của hành tinh trái đất này, làm cho cuộc đời này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, làm cho hành tinh trái đất này ngày càng tốt đẹp hơn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.